Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Từ Việt Nam. Đây là Samsung Galaxy A80, chiếc máy mà có một cụm camera nhưng chúng ta có thể dùng vừa dùng là camera sau vừa dùng camera trước. Và từ trước đến nay thì người dùng vẫn luôn có một cái ý nghĩ rằng là với cụm camera như thế này thì chúng ta có thể sử dụng cái cụm camera để selfie với chất lượng tương tự như camera sau, ở chất lượng chi tiết này, chất lượng hình ảnh các thứ lên đều giống như nhau hết. Nhưng mà mình chợt phát hiện ra một điều, đấy là với Samsung Galaxy A80, tuy rằng là nó sử dụng chung một cụm camera cho cả selfie cả camera sau nhưng mà chất lượng của nó thì lại không được như nhau. Vậy thì cụ thể như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kỹ hơn trong video này. Đầu tiên thì mình vẫn sẽ show đến cho các bạn một chút về cái cơ chế sử dụng camera này. Đấy là khi các bạn sử dụng camera selfie thì đây nó sẽ lòi lên một cụm camera và nó lật lại, chúng ta sẽ có bộ ba camera phía đằng sau với một camera TOF, một camera góc rộng và một camera góc thường. Những tưởng rằng là khi mà chúng ta sử dụng như thế này thì đây, ví dụ như camera sau chúng ta sẽ có lấy nét AF các thứ đấy và chúng ta cũng sẽ có camera góc rộng, nhưng khi chúng ta chuyển sang camera đằng trước thì các bạn sẽ thấy rằng ở ngay phần tính năng này nó đã thiếu hụt đi so với camera sau. Thứ nhất đấy là chúng ta sẽ không thể nào mà lấy nét AF được, khá là buồn ở điểm này khi mà sử dụng chung một cụm camera. Cái thứ hai đấy là với cái camera selfie chúng ta cũng sẽ không có đo sáng tự động mà các bạn sẽ phải đo sáng hoàn toàn bằng tay. Khi các bạn kéo lên thì nó sẽ sáng, các bạn đẩy xuống thì nó sẽ tối. Chứ nếu như các bạn muốn đo sáng ở vùng của cái đèn đánh sáng này thì nó sẽ không đo được. Không đo được. Ngay cả khi mình đo vào cái máy ảnh này để có thể lấy sáng được phần ống kính thì cũng sẽ không được, mà bắt buộc là các bạn sẽ phải lấy bằng tay. Tất cả đều phải làm bằng tay. Thì đây là một trong những điểm mà mình thấy khá là thắc mắc, tại sao sử dụng chung một camera mà camera sau có AF mà camera trước lại không có AF. Rõ ràng với những chiếc máy siêu phẩm trước đây, ví dụ như là Samsung Galaxy S8, S9 Plus hay thậm chí là Samsung Galaxy S10 thì camera trước của nó cũng đều có lấy nét AF, để khi các bạn có để camera xa khuôn mặt hay các bạn để camera gần khuôn mặt thì nó vẫn có thể bắt nét được vào khuôn mặt của bạn, thay vì việc là để lấy nét kiểu lấy nét vô cực như thế này. Và cái vấn đề thứ hai mà mình phát hiện được đấy là khi các bạn chuyển sang camera selfie thì cái độ phân giải của nó cũng sẽ bị bóp lại chứ nó không còn được như cái camera đằng sau nữa. Ở đây thì mình sẽ có hai tấm ảnh và bây giờ thì mình sẽ show đến các bạn xem. Với tấm ảnh thứ nhất mình chụp bằng camera sau và mình check lại với thông tin chi tiết thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có độ phân giải là 8000 x 6000, tức là nó tương đương với độ phân giải là 48 megapixel. Đấy là mình chụp bằng cái chế độ 4:3:2. Và đây khi mà mình chuyển sang camera trước thì mình có check lại chi tiết thì nó sẽ chỉ còn là 7,6 megapixel mà thôi. Khá là khó hiểu cái phần này. Và cái tiếp theo nữa đấy là chi tiết thu lại của bức ảnh này nó cũng bị giảm đi hẳn. Nếu như ở cái bức ảnh mà mình chụp thông thường bằng camera sau ấy thì khi mà mình zoom lên các bạn sẽ thấy rằng là cái chữ Bluetooth cũng như là cái tên của cái tai nghe của mình ATH-M50XBT nhìn rất là rõ. Thì với cái bức ảnh thứ hai chụp bằng camera selfie đây, mình vẫn chụp, mình vẫn lật ra đấy thì gần như là những cái chi tiết của chữ Bluetooth nó đã bị mờ và ATH-M50XBT nó cũng đã bị mờ và gần như là sẽ không thể đọc được. Và nếu như các bạn đi vào cái phần cài đặt setting này thì các bạn cũng sẽ không có cái mục để cho chúng ta có thể chỉnh lại được cái độ phân giải của camera. Thì đây là một điều nữa mà mình cũng thắc mắc. Còn về kích thước camera thì các bạn vẫn có thể chỉnh được. Ví dụ như camera phía sau thì các bạn vẫn có thể tùy chọn được những cái mức, ví dụ như Ultra HD, Full HD 60fps hay là các thứ. Còn camera trước thì ở đây, tất nhiên với một cụm camera giống nhau thì các bạn cũng sẽ có những tùy chọn tương tự Ultra HD, Full HD 60fps và chúng ta vẫn sẽ có Full HD và HD thông thường. Những cái tính năng khác thì mình không nói. Những cái tính năng như là lấy nét động này hay là quay video lấy nét động trôi nhanh thì đều là những thứ mà chúng ta rất là nên đáng khen chiếc A80 này. Chỉ có một thứ duy nhất đấy là tại sao cái chất lượng chụp ảnh bằng camera sau và camera trước nó lại có sự khác biệt nhau đến như vậy. Có phải là Samsung đang muốn bóp để tạo ra sự khác biệt giữa camera của tầm trung và camera của siêu phẩm hay không? Ví dụ như tính năng về lấy nét AF của camera selfie thì chỉ có những chiếc máy flagship mới có mà thôi. Thì đấy là những suy nghĩ của mình. Và theo các bạn, tại sao Samsung lại làm như vậy với camera trước của Samsung Galaxy A80? Xin một comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy click đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Đi Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.